Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là mùa thu hoạch xoài cát, điều quê của Cao Hùng. Tuy nhiên do dịch bệnh khiến cho việc đi lại của tàu vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nông dân trồng xoài vô cùng lo lắng, e rằng công sức vất vả cả năm coi như mất trắng. Nhưng rất may, phía hội nông dân và cục nông nghiệp đã phối hợp tìm kiếm liên kết với các kênh bán hàng trong nước để giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Vùng Liêu Quê Cao Hùng là vùng trồng xoài cát trinh hoạn lớn nhất Đài Loan. Mỗi năm từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa thu hoạch xoài. 90% xoài được xuất khẩu sang Canada, Singapore và các nước khác. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khiến cho lượng hàng xuất khẩu sang Canada giảm gần 20%. Hiện nay Canada sử dụng đường hàng không để vận chuyển hàng hóa, nên hiện tại không có cách nào để vận chuyển số lượng lớn như vận chuyển bằng đường biển vì thế có lẽ sẽ giảm hơn 10% hoặc 20%. Để giảm thiệt hại cho nông dân trồng xoài, Hội Nông dân và Cục Nông nghiệp đã tìm kiếm hợp tác với nhiều kênh bán hàng trực tuyến và kể cả các đại lý bán trái cây truyền thống, đồng thời còn nghĩ ra phương án bán thùng trái cây phòng chống dịch bệnh. Phó Giám đốc Cục Nông nghiệp Cao Hùng, ông Vương Chính Nhất cho biết, đã thành lập một dự án bán xoài cát Cao Hùng mang tên Hô Trạ, xoài cát vùng lưu quê sẽ được vận chuyển trực tiếp đến từng hộ gia đình bằng xe taxi. Hiện giá xoài cát chiên hoạn theo giá bán lẻ khoảng 700 đại tệ 600 gram. Kêu gọi người dân nhanh chóng đặt hàng, ủng hộ nông dân trồng xoài, vượt qua khó khăn trong mùa dịch.